Xin chào mừng các bạn đến với tuần học thứ 16. Ở tuần học này, các em sẽ chuẩn bị cho thầy hai nội dung học tập, đó là bài 36 và 37. Chúng ta sẽ cùng với thầy đi tìm hiểu bài 36, Thiên nhiên Bắc Mỹ. Như các em đã biết thì ở bài 35, chúng ta đã khái quát Bắc Mỹ, đúng không? Thầy xin lỗi, đã khái quát cái thiên nhiên châu Mỹ. Và trong châu Mỹ thì sẽ chia thành các khu vực, đó là Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học nội dung về thiên nhiên Bắc Mỹ. Và thông qua nội dung này thì thầy muốn truyền tải đến các bạn, đó là chúng ta phải biết được các đặc điểm về địa hình Bắc Mỹ, cũng như là các em sẽ giải thích và trình bày được sự phân hóa và những cái sự khác biệt của khí hậu ở Bắc Mỹ. Được chưa? Rồi, chúng ta cùng với thầy đi tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ bước vào phần 1 nhỏ, đó là các khu vực địa hình. Các em sẽ dựa vào hình 36.1 trong sách giáo khoa. Đây là cái hình về lát cắt địa hình Bắc Mỹ theo phương nằm ngang, phương cắt ngang đó, ở đất nước Hoa Kỳ theo vĩ tuyến 40 độ Bắc. Vậy là chúng ta thấy là Bắc Mỹ, như chúng ta biết thì sẽ giáp Thái Bình Dương và giáp Đại Tây Dương, tức là nằm chính giữa hai cái đại dương lớn đó. Thì các em thấy là với cái lát cắt địa hình này thì chúng ta thấy có thể thấy rằng cái khu vực Bắc Mỹ nhìn chung nó giống như một cái dạng lòng chảo. Tại sao gọi là lòng chảo? Chúng ta thấy là gì? Các bạn biết cái chảo nấu ăn rồi đúng không? Thì cái chảo nấu ăn thì nó cao ở xung quanh, nhưng ở giữa thì nó lại trũng thấp. Và cái địa hình khu vực Bắc Mỹ cũng như vậy đó các em. Thì ở phía Tây thì chúng ta thấy là có dãy núi, hệ thống núi Cordillera cao đồ sộ, được chưa? Còn ở bên phía Đông thì lại có dãy núi già Appalach, tuy là thấp hơn nhưng cũng có một cái độ cao nhất định. Và ở giữa thì lại là một cái đồng bằng trung tâm khá là rộng lớn. Nên ở Bắc Mỹ nó tạo nên một cái dạng địa hình đặc biệt giống như một lòng chảo là vì vậy. Cao ở hai đầu và thấp trũng ở giữa ha các em ha. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái lược đồ tự nhiên ở khu vực Bắc Mỹ. Thì các em thấy là khu vực Bắc Mỹ, đây phạm vi của Bắc Mỹ. Thì chúng ta thấy rằng hệ thống núi Cordillera nằm ở hoàn toàn ở khu vực phía Tây của lãnh thổ. Và nó trải dài từ khu vực vòng cực Bắc cho tới dưới cái khu vực đó là dưới 20 độ Bắc. Và chúng ta thấy là gì? Đây là một cái hệ thống núi kéo dài và nằm dọc theo lãnh thổ, được chưa? Và cái thứ hai, chúng ta thấy ở bên bờ đông của lãnh thổ Bắc Mỹ thì có dãy núi già Appalach cũng nằm chắn dọc như thế này đó. Còn ở giữa thì lại là đồng bằng trung tâm rộng lớn. À, vậy thì chúng ta thấy đây là một cái đặc điểm tự nhiên khá là độc đáo đúng không các em? Đây là hình ảnh về vùng núi Cordillera rất là cao, độ cao trung bình ở cái vùng núi này là từ 3 đến 4.000 mét. Xin lỗi các bạn, là từ 3.000 cho tới 4.000 mét nhé, rất là cao. Vậy thì ở nội dung phần 1 nhỏ, chúng ta lưu ý cho thầy, đó là cấu trúc địa hình của khu vực Bắc Mỹ khá là đơn giản và chia thành 3 bộ phận chính. Thứ nhất là hệ thống núi Cordillera ở phía Tây. Đây là một hệ thống núi trẻ, cao, đồ sộ, dài khoảng 9.000 km và cao trung bình với độ cao là từ 3.000 m cho đến 4.000 m. Tiếp theo đó là miền đồng bằng ở giữa. Thì đây là một cái đồng bằng trung tâm rộng lớn. Và trong cái vùng này thì có hệ thống hồ lớn, người ta hay gọi là ngũ hồ đó các em. Và hệ thống sông Missouri và sông Mississippi. Đây là hai con sông rất là lớn và nổi tiếng ở khu vực Bắc Mỹ. Và tiếp theo đó là ở bờ đông, thì đó là miền núi già và sơn nguyên ở phía đông. Thì ở đây là gồm các sơn nguyên trên bán đảo Labrador và dãy núi già Appalach. Thì thường á,
Thì các bạn học ở chương trình địa lý 6 thì chúng ta biết rồi, núi Chè thường là sẽ có độ cao lớn hơn núi Già, có đặc điểm là đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu. Còn riêng dãy núi Già thì sẽ có độ cao thấp hơn vì nó hình thành lâu hơn, lâu thời gian dài trước đó, nên sườn sẽ thoải hơn và độ cao cũng thấp hơn. Thì đây là hình ảnh về ngũ hồ, hay còn gọi là hệ thống hồ lớn đó các em. Nhìn chúng ta thấy có thể rõ ràng đếm được tổng cộng là mấy hồ nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và 5. Chúng ta thấy là rõ ràng là đây là 5 cái hồ làm liền kề nhau và rất gần với nhau. Thì người ta gọi đây là ngũ đại hồ. Và đây là 5 hồ lớn nằm gần trên biên giới giữa hai quốc gia, đó là Canada và Hoa Kỳ. Và đây cũng là một trong những cái nhóm hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Nếu mà xét về diện tích của từng hồ thì đây không phải là những hồ lớn, nhưng mà chúng ta thấy là đây là một cái hệ thống nó liền kề nhau. Và thậm chí là có những cái hồ chúng ta thấy là nó còn có cái vai trò là cung cấp nước, điều tiết nước cho nhau nữa đó. Và đây gọi là hệ thống ngũ đại hồ đó. Chúng ta thấy ngoài ra còn có cái tên gọi đây là biển nội địa nữa, vì nó quá rộng lớn đúng không các em? Rồi, các em qua phần 2 nhỏ, đó là sự phân hóa khí hậu ha. Và ở đây thầy có một cái câu hỏi, đó là dựa vào hình 36.3, đó là lược đồ các kiểu khí hậu Bắc Mỹ. Và dọc theo kinh tuyến 100 độ Tây, em hãy kể tên các đới khí hậu và cho biết là đới khí hậu nào thì chiếm diện tích lớn nhất. Thì các bạn thấy này, kinh tuyến là những đường dọc trên bản đồ đúng không? Thì đây là kinh tuyến 80 độ Tây này. Và bên này sẽ là 160 độ Tây. Vậy thì chúng ta tìm ra kinh tuyến 100 độ Tây nó ở đâu nhá. Đây là kinh tuyến 80 độ Tây này, 90 độ Tây này. Và đây là kinh tuyến 100 độ Tây các em ạ. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ dọc theo kinh tuyến 100 độ Tây. Chúng ta có thể kể từ Bắc xuống Nam, là gồm có thứ nhất, đây là đới khí hậu hàn đới này. Rồi tiếp theo là đới khí hậu ôn đới này. Rồi tiếp theo là đới khí hậu gì đây nhỉ? Đới khí hậu núi cao này. Tiếp theo là đới khí hậu hoang mạc này và nửa hoang mạc này. Tiếp theo là đới khí hậu cận nhiệt đới này. Được chưa? Và bên này thì còn có một cái đới khí hậu nữa là đới khí hậu nhiệt đới. Vậy là nhìn chung chúng ta thấy là theo kinh tuyến 100 độ Tây là gần như là ở đây có đầy đủ các đới khí hậu ở trên trái đất. Đúng không? Và chúng ta thấy là phần lớn Bắc Mỹ, cái đới khí hậu mà chiếm diện tích lớn nhất vẫn là kiểu khí hậu gì đây các em nhỉ? Đó là khí hậu ôn đới đúng không? Đó, khí hậu ôn đới. Và cụ thể là ở khu vực Bắc Mỹ thì hiện nay có những quốc gia nào? Thầy cũng chia sẻ luôn, đó là Canada này, Hoa Kỳ và Mexico. Thì ở đây tuy là rộng lớn như vậy nhưng mà chúng ta thấy là gì? Cũng chỉ có vài ba quốc gia thôi. Rồi, thầy có một số câu hỏi yêu cầu chúng ta phải có sự suy luận. Vì câu hỏi thứ nhất là tại sao khí hậu Bắc Mỹ lại có sự phân hóa theo chiều Bắc Nam? Đây, theo chiều Bắc Nam là chiều dọc theo kinh tuyến 100 độ Tây mình vừa mới kể đó. Và câu hỏi thứ hai là vì sao lại có sự khác biệt khí hậu theo hướng từ Tây sang Đông? Chúng ta thấy từ Tây sang Đông này. Chúng ta thấy từ Tây sang Đông chúng ta thấy là gì? Đầu tiên là ở khu vực bờ Thái Bình Dương là có khí hậu, đó là khí hậu ôn đới. Xong tiếp là khí hậu núi cao, đúng không? Đó, chúng ta thấy. Rồi bên này lại khí hậu ôn đới này, rồi có sự thay đổi, rồi khí hậu hàn đới này, vân vân. Chúng ta thấy có sự thay đổi không? Bên này thì cũng vậy này. Rồi cận nhiệt đới này, rồi hoang mạc này. Rồi tiếp theo là khí hậu núi cao này, rồi tại khí hậu ôn đới này. Đó, chúng ta thấy có sự thay đổi theo chiều từ đông sang tây luôn. Vậy thì lý do gì thì chúng ta cùng nhau trả lời. Cái câu đầu tiên đó là vì sao lại có sự thay đổi khí hậu theo chiều Bắc Nam? Thì các bạn thấy là cái nguyên nhân đó là do Bắc Mỹ trải dài theo nhiều vĩ tuyến. Cụ thể là từ 83 độ Bắc ở trên này, gần với vòng cực Bắc này, xuống tới tận 15 độ Bắc. Chính vì vậy mà trải dài qua nhiều vĩ tuyến như vậy nên nó có các đới khí hậu cơ bản, đó là hàn đới, ôn đới và nhiệt đới. Cái thứ hai là tại sao lại có cái kiểu khí hậu thay đổi từ Đông sang Tây? Thì nguyên nhân á là do địa hình ngăn cản gió từ Thái Bình Dương thổi vào
Đó, do dãy núi Cóc Đe rồi ngăn ngăn cản này. Bây giờ nó khiến cho sườn bên phía tây này đón gió và có mưa nhiều nên là khí hậu nhiệt đới. Được chưa? Nhưng mà khi mà vào sâu trong đất liền á, được chưa? Thì chúng ta thấy là gì? Sườn đông thì cuốt gió nên có khí hậu đó là hoang mạc và nửa hoang mạc, tức là bên phía tây của dãy núi Cóc Đe thì có khí hậu nhiệt đới do mưa nhiều, nhưng mà bên phía đông á, thì do không ảnh hưởng của lượng mưa nên nó là có khí hậu là hoang mạc và nửa hoang mạc, là vì vậy các em nhé. Vậy thì chốt lại vấn đề ở phần hai nhỏ, đó là sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ, thì chúng ta sẽ có ba nội dung. Thứ nhất là phân hóa khí hậu theo chiều Bắc Nam do lãnh thổ trải dài có nhiều kinh vĩ tuyến này. Thứ hai là phân hóa theo chiều Tây sang Đông do ảnh hưởng của địa hình, cụ thể là do dãy núi Cóc Đe này, dãy núi Dạ Balat này. Rồi một cái nữa là phân hóa theo độ cao trên dãy núi Cóc Đe, thì như chúng ta biết rồi đó, sự phân hóa thiên nhiên, thực vật, khí hậu, các loại đất có sự thay đổi từ chân núi tới đỉnh núi, mà chúng ta biết là càng lên cao thì nhiệt độ càng thay đổi, đúng không? Và cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,6 độ C. Chính vì vậy mà nó cũng sẽ làm cho khí hậu, thiên nhiên, cảnh quan thay đổi từ chân núi tới đỉnh núi ha. Vậy là ở bài 36 chúng ta nhớ cho thầy gồm có thứ nhất là thiên nhiên Bắc Mỹ thì là từ đâu tới đâu, rồi tiếp giáp với những đại dương nào, và các bạn nắm được thông qua cái sơ đồ tư duy này nhé. Và chúng ta nhớ là ghi bài đầy đủ nội dung này và hoàn thành, cũng như là ghi chép đầy đủ các nội dung của tuần học. Và trước khi kết thúc nội dung của tiết học thì thầy có một cái bài tập vận dụng, đó là thầy sẽ có hai cái bảng, bảng A và bảng B. Các em hãy nối những ý của bảng A với các cái đặc điểm của bảng B. Đầu tiên là khu vực phía tây thì sẽ có miền núi trẻ cao đồ sộ này, chạy theo hướng bắc nam này. Vùng trung tâm thì địa hình có dạng lòng máng này, cao ở phía bắc, tây bắc và thấp dần ở phía nam, đông nam này. Còn phía đông thì là miền núi cổ thấp, có hướng đông bắc tây nam. Thì chúng ta đã, nếu mà để làm được bài này thì chúng ta phải đọc trong sách giáo khoa nữa nhé các em nhé. Rồi, thầy hướng dẫn về nhà, các bạn sẽ ôn lại phần 2 của bài khái quát châu Mỹ này. Rồi tìm hiểu trước cho thầy về địa hình khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư ở Bắc Mỹ như thế nào ha. Bài học tới đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.